Wow, chiếu cận cảnh cho bạn coi cái tô của Nga nha. Đây là tô bún mọc. Thì mình nghe nói là cái bún mọc ở đây nước của nó rất là ngon các bạn. À, chu đáo đến nỗi mình nhìn cái ly cà phê sữa nè ha, rồi người ta sẽ xé sẵn ra giấy cho mình chỉ việc rút ra và uống thôi. À, kéo về nặng quá. Để ra kéo về. Nhìn cái dĩa rau này ha, dĩa rau cũng không có nhỏ nhắn gì đâu các bạn, mà cái tô của Nga thì đó, bây giờ thì mình chiến nha các bạn. Chiến thôi. Hello, hello. Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Town. Đây còn gọi là khu Sandy nha các bạn. Trong khu vực này thì có rất là nhiều quán ăn, nhà hàng. Và chỉ cần anh đang bắt tay, chỉ cần các bạn đến và các bạn muốn ăn cái gì thì ở đây đều có ha. Nga sẽ đi một dạo một vòng cho các bạn xem thử ở trong đây. Khu này thì hôm nào buổi tối á, Nga sẽ đến để quay và mời các bạn xem ha. Khi mà nó lên đèn á, rất là đẹp. Nga phải đi thuận chiều không thôi xe nó múc Nga phát nữa. Nãy giờ đi bộ xa các bạn, cho nên Nga xin phép lên xe để mà quay sơ cái khung cảnh ở đây các bạn xem ha. Rất là nắng đó, là mùa hè mà các bạn thấy không, nhiều lắm, đủ các món ăn chơi ha các bạn. Nhìn ha, bữa nào Nga sẽ đi ăn thêm vài món ở trong khu vực này. Các bạn thấy rất là nhiều nhiều quán ha, nhiều nhà hàng cho nên cũng dễ bị lạc lắm nha. Các bạn muốn biết quán nào thì các bạn phải biết rõ cái địa chỉ ở khu vực đó, xong rồi các bạn mới chạy đến đó các bạn ha. Giờ này là giờ cao điểm rồi đó, cho nên xe đang chạy vòng vòng này, các bạn biết làm gì không? Đi tìm chỗ đậu xe. Đi tìm chỗ đậu xe đó các bạn. Cho nên hồi nãy Nga cố tình đi lúc 10 giờ sáng để cho mình vừa có chỗ đậu xe nè, vừa vắng khách nè. Nhưng mà không ngờ đâu, vừa khách vẫn rất là đông nè, xe cũng rất là nhiều. Đủ các hàng quán các bạn thấy không? Hola, xin chào cả nhà của Nga Sumo ngày hôm nay. Đầu tiên thì Nga kính chúc các bạn có một ngày mới thiệt là có nhiều niềm vui và an lành bên gia đình và bạn bè ha. Và hôm nay Nga có dịp đặt chân đến khu Sentimo, nó thuộc San Jose. Thì hôm nay Nga đặc biệt là đến đây để ăn một cái món ăn nó cũng không kém phần nổi tiếng về cái món ăn của Việt Nam mình. Đó là một cái món ăn rất là ngon, mà khu vực này thì nó có cái thương hiệu về cái món này. Thì Nga cũng không biết là sẽ ngon dở ra sao, thì Nga xin phép là các bạn có thể đi cùng với Nga để vào trong đó, và cũng như chương trình cũ mình vào và mình thử thách và chiến thôi. Và khu vực này thì các bạn biết không, đây có rất là nhiều món ăn ha các bạn ha, có nào là cơm 90 nè, phở nè, bún, tất cả loại đồ ăn mà Việt Nam của mình nói chung và những cái món mà trên thế giới nói riêng á, nó đều có ở đây. Các bạn chỉ có việc đến và theo cái khẩu vị của mình thích thì mình chọn quán thôi ha. Thì Nga xin phép được bắt đầu chương trình của mình ngày hôm nay. Đi theo mình ha. Khu này rất là đẹp nha các bạn, rất là đẹp và sạch. Hôm nay Nga cố tình Nga mặc nguyên một bộ đồ vàng từ trên xuống dưới luôn. Không biết có vàng không không. Ok, let's À, thì Nga đã đến được cái nơi mà Nga từng đến rồi. Mà Nga có một cái câu chuyện nhỏ nhỏ này Nga kể và nghe ngày hôm kia. Đi ăn với bà chị á, xong rồi cái là bà chị có hẹn với một anh bạn để mà tới cái nhà hàng này để ăn. Thì Nga cái anh nó mới hỏi là: "Ủa em ơi, ở trong đây không có cái bún mọc ông Tạ mà chỉ là có cái bánh cuốn ông Tạ thôi." Thật ra là trên đây các bạn nhìn đó ha, đó, bánh cuốn ông Tạ. Các bạn nhìn đi, thì thật ra là ở đây cái tên của nó sẽ là gọi là bánh cuốn ông Tạ, nhưng mà trong đây á, nó lại có một món bún mọc
Dạ, thì bún mọc rất là ngon các bạn, và mục đích của ngày hôm nay là vào đây để ăn cái bún mọc ha. Mình bắt đầu chương trình thôi. Rất là lâu, mới có 10 giờ sáng thôi. Ở đây là cái bàn của Nga, cái tô của Nga. Chào mừng các bạn đến với lại bánh cuốn ông Tạ. Dạ ha, ở đây chính là những cái món của bánh cuốn ha. Bánh cuốn thanh trì, bánh cuốn tôm cháy, tùm lum tùm la. Đặc biệt là bún mọc, hôm nay Nga sẽ ăn bún mọc. Đó là... chị, em ăn bún mọc. Ok. Mình bún mọc của mình có cái những cái gì trong đó hả chị hả? Bún mọc thì có mọc, chả với sườn. Mọc, chả với sườn, mọc của mình có những mọc gì vậy? Có ba loại mọc, mọc trắng, mọc chiên với mọc nhĩ. Mọc trắng, mọc chiên, mọc nhĩ vậy? Dạ. Em chỉ only cái mọc trắng thôi đâu, mình thích ăn cái mọc trắng đó được. Muốn mọc chả thì có ăn không? Đầy đủ hết chị. Đầy đủ chỉ là... mọc trắng, yeah. Only mọc trắng. Điều đặc biệt ngày hôm nay là... đây. Cái này là sao? Cái này là chị làm đầy luôn cái tô này cho em. Dạ, làm đầy luôn cái tô này cho em. To go thì không có to go, em ăn ở đây. Dạ, dạ, đầy luôn, đầy nhất có thể. Và chị trang trí sao cho đẹp giùm em. Tại vì em muốn là tất cả những cái một cái tô bún mọc nó như thế nào, thì thay vì chị bán một phần thì giờ bán 3, 4, 5 phần gì đó, chị đổi vô đây một phần cho em. Dạ, rồi xong rồi. Nhưng mà cái mọc nãy chị nói là lấy mọc trắng. Dạ, lấy mọc trắng, dạ. Với lại chị cho nhiều hành lá, tại em thích ăn hành. Dạ, một tô lớn đó. Dạ. Rồi cho em ở đây mình có nước gì uống rồi chị hả? Nước thì chị kiếp cho dù soda, chanh muối, sữa đường nành. Ok, cho em 2 ly cà phê sữa đá. Có nhiều thức uống lắm mà. Chị có hơi bất ngờ không chị? Chị có nghĩ là em nếu mà em ăn cái tô này em ăn hết không? Chị nghĩ không rồi các bạn ơi. Ok, mình thử, mình cố gắng nữa ha. Mình thử thách bản thân mình ha. Nếu mà em ăn hết là chị phải cho em một cái đăng ký nha. Cho em một cái like của cái kênh của em nha. Ủa, chị tên gì? Em tên Ngọc. Ồ, chị Ngọc, em tên Nga. Ngọc Nga, ok, ok, cảm ơn chị. Em chào chị. Ok. Wow. Chiếu cận cảnh cho các bạn coi cái tô của Nga nha. Đây là tô bún mọc. Thì mình nghe nói là cái bún mọc ở đây nước của nó rất là ngon các bạn. Chu đáo đến nỗi mình nhìn cái ly cà phê sữa nè ha. Rồi người ta sẽ xé sẵn ra giấy cho mình. Mình chỉ việc rút ra và uống thôi. Ây à, kéo về nặng quá. Để ra kéo về. Nhìn cái dĩa rau nè ha. Dĩa rau cũng không có nhỏ nhắn gì đâu các bạn. Mà cái tô của Nga thì đó, bây giờ thì mình chiếm nha các bạn. Chiến thôi. Mai thèm quá. Đói bụng các bạn ơi. Lần đầu tiên mà khi mà đặt chân qua đây thì Nga ăn cái lần bún mọc này là lần thứ 3. Tại vì thực ra là cái quán hôm nay Nga đến là lần thứ 3. Nga cố tình đến để Nga ăn cái bún mọc này. Thì Nga thấy là nó ngon, cái nước của nó ngon, cho nên Nga muốn review cho các bạn coi thử nó như thế nào. Chanh các bạn. Đó. Một muỗng luôn nha. Cay mới sướng. Là một chén mắm ớt nữa. Chị Ngọc ơi, cho em xin một chén mắm mặn được không ạ? Cho xin. À, cảm ơn. Bỏ thêm rau nha bạn. Muốn mọc có rau uống. Mà cho các bạn xem thì cái nước nó trong hay không ha. Chiếu cận cảnh máy cho các bạn coi cái nước nó trong như thế nào nha. Hồi nãy có hành lá rồi nha, không có cho các bạn coi được. Ok, lấy cái nước cho bạn coi. Nè, nước. Nước của nó rất là trong. Bún mọc là điều đặc biệt để nấu bún mọc là cái nước nó phải trong nha các bạn. Điều đặc biệt của bún mọc là nó phải trong, nước thì mới ngon. Nga còn thích ăn lá tía tô nữa. Mọi thứ một chỗ ít. Mới sáng ngày radar như vậy đi các bạn ơi. Cho giá. Wow. Giá nha, người ta tăng giá lắm. Salad. Một nhiều loại rau các bạn ơi. Ok. Mình trước vậy đi ha.
Quà nóng quá. Nghe trộn lên nha. Rồi bơi nha các bạn, bơi đi thèm hết chỉ cho các bạn coi nhiều topping cực kỳ luôn á. Rất là nhiều topping luôn các bạn, thấy không? À, chỉ cho các bạn coi nhiều topping ghê không. Nhưng mà cả nhà nha, bơi. Chị ơi, chị Ngọc ơi, chị cho em xin một cái giá lớn được không chị Ngọc? À, cô dạ, cái giá mút con cảm ơn cô. Cảm ơn. Ngon quá. Cái nước mắm mặn của Nga rồi. Hôm nay chấm ăn mới ngon. Nga thích ăn mắm mặn chứ Nga không thích ăn mắm ngọt. La 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 la. Mình cũng ăn mặn lắm các bạn. Mình chỉ thích ăn nhạt rồi chấm thêm ở ngoài. Chạy một miếng. Thử đầu tiên cục mọc đi. Mọc rất là dai. Mọc nó dai, nó ngọt lắm nha. Dạ, con cảm ơn cô. Cô lau cho mình luôn ạ. Nghe ngồi đây mà nghe điện thoại reng liên tục. Sườn non. Lát nó nguội mình ăn ha. Hôm tới Nga sẽ đặt một cái tô cũng cỡ này, nhưng mà có cái tên của Nga nữa. Đầy đủ các loại chả. Sắc là cũng rất là dày á bạn. Sắc người ta rất miếng chả. Cái dày. Chả quế. Miếng chả quế. Miếng chả vừa đi các bạn là chả quế. Nên chả lụa. Cũng rất là dày. Chấm vô nè. Nóng quá bạn, nóng quá. Để thắng nóng. Cho chị thử miếng chả quế. Chị thử miếng chả quế. Ngon lắm. Rất là thơm nha. Thơm rửa từ việc. Ngon, thơm à. Ngon. Mọc hình như là tự đánh hay sao là dai lắm. Mà hổi muốn mọc à? Mà hổi mọc. Thử miếng mọc. Dạ.
cho chị một cục sườn. Chị đi quanh nè chị yêu, em cầm cầm nha, chị đũa nè, thử coi ngon lắm nè. Em quay xong rồi gọi nha, gọi phần nha, đợi em xíu. Ngon ha, đó là một tô nha. Cho mình xin hai ly đá lạnh được không? Ừ, cảm ơn. Bánh ướt nữa kìa, bánh ướt, thử ăn miếng. Ngon quá. Cho em xin một cái tô nè. Tại vì bún nóng quá các bạn, Nga sẽ xin cái tô để mà vớt bún ra ăn cho nó nhanh. Nóng quá, thời tiết mùa hè. Tô này có tô nào lớn hơn xíu, cái tô này. Cảm ơn, dễ thương quá, bé dễ thương quá. Nóng quá. Thank you chị, thank you em. Đây là nóng á, cái tô lúc nào ta cũng diệt khuẩn các bạn. Nó sẽ vớt bún ở đây. Tại vì sao? Nóng quá. Một bên mình ăn bún, một bên mình ăn nước, nhưng vừa rồi ăn bún riêu ốc vậy á. Chơi vậy đi ha. À, nhiều bún. Nãy giờ ăn quá trời mà còn quá trời thịt luôn nè. Chiếu cận cảnh cho bạn coi. Các bạn ơi, quá trời tấp bình ở trong luôn nè. Bơi luôn. Bún thì khỏi nói nè các bạn con nè. Đủ sợ không? Các bạn hỏi Nga là có chồng hay chưa ha. Nga ế rồi nha các bạn. Quá trời sườn ngon luôn. Trời ơi, ngon quá à. Giờ mình chiến cây sườn nha. Cây sườn mềm không chị? Mềm ha. Có sườn nữa. Nhai được luôn, mềm quá. Nha.
đây có cả bún riêu nữa. Bữa nay mình đi ăn cái bún riêu ở ngoài thôi. Sườn ngon quá. Nóng các bạn bê được. Sườn. Ngồi miếng sườn. Hai tô bún không nữa bạn. Bền lắm. Bắt khói không bạn ha. Chắc gần cả cây chả. Để sau lời nữa. Sau lời nữa. Chả nào cũng ngon à, chả nào cũng dai, mọc cũng dai. Trong này còn nhiều bún nữa chứ. Chơi với sợi gì? Nga mà.
bờ hết luôn. Nắng để bơi kệ dạy ngon. Tranh thủ quay giờ này, tại 12 giờ trưa là bắt đầu rất là đông các bạn. Cảm ơn em. Sáng giờ này không có đông quá nha, không dám gọi. Dễ thương quá. Dạ. Con đang thử à. Mà ngon. Cô nghĩ hết không cô? Tôi chắc tôi nghĩ tôi phải ra 4-5 lần mới ăn xong. 4-5 lần mới ăn xong hả? Dạ. Hai cái thịt tôi làm một cái tôi đi phải tôi được bạn. Ok, là chia ra 4-5 lần mới ăn xong các bạn. Đũa này khó gấp quá. Mỏi tay quá hàng chi nãy giờ. Múc đi. Xin đi nước. Có cái bò bía ăn đây bà tôi xin có hộp vỏ ăn. Dạ. Nhìn bánh cuốn ngon kìa. Mặn không? Cảm ơn. Wow, khách vô đông ghê. Được rồi, được rồi. Chị uống ly đi.
Đa số khách vô đây ăn toàn là bánh cuốn với là bún mọc không ạ? Ở đây hơi nóng chứ. Nào. Hai cái tô. Con chào chú. Bây giờ ăn cái nước nha bà. Xin lỗi cho quay nghe. Dạ. Ôi mày thích là sẽ trúng đó. Ăn thịt thôi đó. Dạ, cũng gần hết rồi. Nó thì ổn mà sao ăn vừa trời. Nóng quá cho nên con ăn hơi chậm chút. Mất cỡ. Tôi nghe nãy chứ ăn biết là tiền ăn vô là mấy đâu đâu. Con cũng không biết nữa. Nhiều người hỏi con. Nhiều người hỏi con vậy lắm rồi. Con cũng không biết nữa. Ăn đi đâu thì cũng không có. Bụng có gì cả. Dạ. Dạ. Dạ dạ nó mới nhiêu rồi. Dạ con làm được kênh ẩm thực á. Chú có thể vô to thử, nếu mà hay thì chú cho con một cái surprise. Surprise dạ. Nóng quá. Con làm người YouTube. Khó rồi, bạn còn xíu nước rồi. Chơi vậy luôn. Chú to này các bạn coi. Nó nguội bớt thì mình uống được các bạn. Ra bún phở nãy giờ ngon nhất là nước lèo. Ngon nhất là nước lèo các bạn biết không? Các bạn nhìn nào. Không. Ngon nhất là nước lèo. Nóng quá các bạn. À. À. Dạ hết rồi. Chú cứ hỏi là hết rồi đó hả? Hello các bạn. Vậy là Nga cũng đã như là những cái chương trình phía trước ha, Nga đã hoàn thành xong cái thử thách của mình. Đó là ăn hết cái tô bún mọc của mình. Phải nói là bún nó rất là ngon. Sợi bún thì luộc cũng vừa phải nè. Mọc thì rất là dai và giòn và ngọt. Đó, bên cạnh đó thì các bạn thấy mà Nga đổ mồ hôi không? Các bạn nhìn mà. Ở đây là hơi nóng xíu nha, cho nên mọi người mà muốn đi ăn thì mặc đồ mát mát chút ha. Tại bữa nay Nga ra đường thì Nga sợ đen á, cho nên Nga mặc đồ hơi dài xíu. Cho nên mình chịu thôi, mình cái mùa hè này đa số ai cũng ra đường mặc đồ mát mẻ các bạn. Em hết rồi nào, chị Ngọc. Tin được không? Ok, chị good. Ok, cảm ơn các bạn nhiều nha đã theo dõi chương trình của Nga. Và Nga chúc các bạn có nhiều sức khỏe bên gia đình và bạn bè ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Có một điều mà Nga luôn nói với bạn, không phải thích ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích đúng không ạ? Bye bye. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh nhé.
hộ Nga Sumo. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.